Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dạy các em môn tự nhiên và xã hội 2 nhé. Lớp 2, trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm giúp các em quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Hôm nay mình sẽ học bài số 1 các thế hệ trong gia đình nhé. Giờ như vậy là mình sẽ có hai câu hỏi mở bài nhé. Tìm hiểu về các thành viên trong gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ hoặc là bốn thế hệ. Còn câu hỏi thứ hai là mình sẽ nêu và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân với các thế hệ trong gia đình. Như vậy mình thấy là các thành viên mà các gia đình mà có hai thế hệ thì sẽ gồm có bố mẹ hoặc con cái. Như vậy là thầy sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất nhé. Tìm hiểu về các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ và bốn thế hệ. Thì mình trả lời là các thành viên trong gia đình có hai thế hệ sẽ bao gồm có bố mẹ và con cái. Các em có thể để ba mẹ và con cái cũng được nhé. Còn các thành viên trong gia đình có ba thế hệ sẽ gồm có ông bà, bố mẹ và con cái. Còn các gia đình mà có bốn thế hệ thì sẽ gồm có ông bà cố nè, ông bà, bố mẹ và con cái nhé. Giờ tiếp theo trả lời câu hỏi số 2. Nêu và thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bạn khang với các thế hệ trong gia đình nhé. Giờ thầy sẽ trả lời câu số 2 luôn nhé. Đối với thế hệ lớn hơn thì chúng ta phải biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bằng lời. Còn đối với thế hệ nhỏ hơn, chúng ta phải biết nhường nhịn, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ như vậy là mình sẽ có thêm một câu hỏi. Câu hỏi này mình tự trả lời nhé. Trong gia đình này em ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất? Câu hỏi này trong gia đình của mình sẽ tự trả lời nhé. Đúng không? Giờ tiếp theo là giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn em theo thứ tự từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi nhé. Như vậy là gia đình bạn An này sẽ có hai thế hệ nhé, đúng không? Gồm có bố mẹ, chị Hà và bạn An nhé. Đúng không? Như vậy là người ta kêu mình giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn An theo thứ tự từ nhiều tuổi đến ít tuổi nhất. Vì mình thấy là người nhiều tuổi nhất chính là bố của bạn An này, mẹ của bạn An, chị Hà, chị của bạn An và bạn An, đúng không? Như mình trả lời sẽ là các thành viên trong gia đình bạn An theo thứ tự từ nhiều tuổi đến ít tuổi nhất là bố mẹ, chị Hà và bạn An. Giờ tiếp theo, giới thiệu các thành viên trong gia đình bạn Hòa nhé. Theo sơ đồ dưới đây, gia đình bạn Hòa gồm có mấy thế hệ cùng chung sống nhé. Giờ như vậy mình thấy là thế hệ thứ nhất sẽ gồm có ông bà, đúng không? Thế hệ thứ hai sẽ gồm có bố và mẹ. Và ông bà này chính là bố mẹ của bố nhé, đúng không? Và thế hệ thứ ba chính là chị gái bạn Hòa và bạn Hòa nhé. Giờ như vậy mình sẽ trả lời câu hỏi nhé. Các thành viên trong gia đình bạn Hòa bao gồm ông bà nè, bố mẹ, chị gái Hòa và bạn Hòa nhé. Như vậy là gia đình bạn Hòa sẽ có ba thế hệ cùng chung sống. Thế hệ thứ nhất là ông bà, thế hệ thứ hai là bố mẹ, và thế hệ thứ ba là chị gái Hòa và bạn Hòa nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo, gia đình em có mấy thế hệ cùng chung sống và mỗi thế hệ có những ai? Giờ câu hỏi này là câu hỏi gia đình riêng của các em nhé. Các em sẽ tự trả lời. Các em xem gia đình của mình có mấy thế hệ cùng chung sống thì mình trả lời. Và trong những thế hệ đó có những ai thì mình trả lời nhé. Giờ mỗi gia đình thường có các thế hệ ở những độ tuổi khác nhau cùng chung sống. Có gia đình hai thế hệ, có gia đình ba thế hệ hoặc cũng có gia đình bốn thế hệ, đúng không?
Giờ tiếp theo là một yêu cầu viết, vẽ hoặc là dán tranh ảnh vào sơ đồ các thế hệ trong gia đình em và chia sẻ với bạn của mình nha. Ví dụ là bạn gái này thì nói là gia đình mình chỉ có hai thế hệ thôi, gồm có ba mẹ và bạn đó đó này. Còn gia đình của bạn này thì sẽ có ba thế hệ. Đây là sơ đồ các thế hệ trong gia đình bạn đó, gồm có ông bà, đây là ông bà chính là ba mẹ của bố, giờ bố mẹ và bạn bạn trai này nhé. Giờ như vậy mình trả lời nhé. Gia đình em chung sống gồm ba thế hệ, như vậy là mà gia đình mình chung sống bao nhiêu thế hệ thì mình sẽ nói với nhé. Gia đình em chung sống ba thế hệ, thầy ví dụ thôi, gia đình em chung sống gồm ba thế hệ, ông bà, bố mẹ, chị gái, em trai, quậy. Sau đây là bản đồ về các thế hệ trong gia đình em nhé. Đúng rồi, như vậy thế hệ nhất là ông bà này, thế hệ thứ hai là bố mẹ và thế hệ thứ ba là chị gái em và em trai. Giờ tiếp theo, những hành động nào sau đây thể hiện sự quan tâm yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình? Giờ mình sẽ xem các hình, mình xem hành động nào sau đây là thể hiện sự quan tâm yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình. Như vậy mình thấy là hình số 4, đây là hình này không thể hiện sự quan tâm yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình, đúng không? Quỳ hai hai anh em mà dành đồ chơi lẫn nhau, đúng không? Còn hình số 5, đây là chính là ở đây mình thấy là người con gái đang chia sẻ mẹ ơi hôm nay ở lớp em có chuyện gì đó xảy ra, và người mẹ nói là con đừng buồn nhé. Như vậy đây là chính là sự quan tâm chia sẻ của người mẹ đối với con, câu chuyện hàng ngày ở trên lớp nhé. Tiếp theo là hình số 6, như vậy mình thấy đây là một cậu bé đang dắt dắt một bà cụ lên bậc thềm, đúng không? Như vậy đây là sự chăm sóc giúp đỡ của người cháu đối với người cụ của mình, đúng không? Tiếp theo là hình số 7. Đây là người con gái đang đưa đồ cho người cha đi làm, đúng không? Như vậy đây đến chính là sự quan tâm chăm sóc của người con đối với người bố khi trời gió lạnh, đúng không? Người con thấy trời gió lạnh nên mang thêm áo khoác cho người bố đi làm để không bị lạnh. Giờ như vậy mình trả lời nha. Như vậy là bức tranh 4 là không thể hiện sự quan tâm yêu thương giữa các thế hệ trong gia đình vì hai bạn đang tranh giành đồ chơi của nhau. Còn hình 5 chính là sự quan tâm chia sẻ của mẹ với con, câu chuyện hàng ngày trên lớp. Còn hình 6 là sự chăm sóc giúp đỡ của người cháu đối với người cụ của mình. Và bức tranh 7 chính sự quan tâm chăm sóc của người con với bố khi trời gió lạnh. Giờ tiếp theo, đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong các tình huống sau nhé. Và tiếp theo là câu hỏi tại sao mọi người trong gia đình phải chia sẻ, dành thời gian quan tâm chăm sóc và yêu thương lẫn nhau nhé. Giờ mình sẽ xem hình và mình trả lời. Như vậy mình thấy là hình số 8 này đang mọi người đang đi ra ngoài chờ chạy tấm bạc và ngồi ăn uống nói chuyện với nhau. Nhưng mà có một cậu bé là cứ lấy điện thoại ngồi câu một mình, không thèm quan tâm, không thèm nói chuyện với các thành viên khác trong gia đình, đúng không? Như vậy là trong trường hợp này em sẽ không cho phép cái ba trẻ chơi điện thoại vào những buổi hợp gia hợp buổi họp mặt gia đình, đúng không? Và nói chuyện với bố mẹ của con để biết cách cho con đúng chơi đúng chỗ. Còn tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 thì mình thấy là người bố thì coi tivi, người mẹ thì làm việc trên máy tính, còn người chị thì lấy điện thoại con. Như vậy là không ai quan tâm đến ai, đúng không? Như vậy trong từng hình huống này thì em sẽ gọi tất cả mọi người lại để nói chuyện. Em muốn mọi người trong gia đình dành thời gian quan tâm, chia sẻ những câu chuyện thường ngày với nhau khi dịnh dội. Giờ thầy trả lời câu này.
Giờ như vậy là mình trả lời câu hỏi này nha. Như vậy là tình huống 8 là em không cho phép trẻ chơi điện thoại vào những buổi buổi gia đình họp mặt và sẽ nói chuyện với bố mẹ của con để biết cách cho con chơi đúng chỗ. Và tình huống 9 em sẽ gọi tất cả mọi người lại để nói chuyện. Em muốn mọi người trong gia đình dành thời gian quan tâm, chia sẻ những câu chuyện thường ngày với nhau khi dành dỗi nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo, em cảm thấy như thế nào khi mọi người trong gia đình em chia sẻ dành thời gian cho nhau? Và câu hỏi tiếp theo là em sẽ làm gì để thể hiện sự quan tâm, yêu thương các thế hệ với các thế hệ trong gia đình của mình? Giờ thầy sẽ trả lời hai câu này nhé. Như vậy là mình trả lời là khi mọi người trong gia đình chia sẻ dành thời gian cho nhau thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc đúng không? Và em sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và bằng lời các thế hệ trong gia đình của mình đúng không? Giờ tiếp theo, các thế hệ trong gia đình cùng quan tâm, chăm sóc và yêu thương lẫn nhau, chia sẻ. Như mình sẽ có trong nội dung này, mình sẽ có ba từ chính là chia sẻ, thế hệ và yêu thương. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liên, bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liên nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.